Có thể họ nghĩ bụng rằng ít lâu nay ta đã dành nhiều thời gian để trông nom cho thái tử, chẳng lo cho việc của riêng ta. Để ta hãy rời khỏi nơi này giáng dụng công tu, ngày sau ngộ rồi ta sẽ quay lại độ cho thái tử. Trong lòng họ đã gieo những nhân duyên đó, nên chi Đức Phật khai ngộ trước đã đến kiếm họ để độ cho họ. Họ muốn giúp Phật khai ngộ thì Phật lại giúp họ khai ngộ, chính là gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Với đủ cả bốn trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí và đại viên kính trí, Đức Phật quan sát các cơ duyên thì thấy người đầu tiên ngài nên độ là tôn giả Kiều Trần Như. Do đó Phật khai ngộ cho tôn giả và cũng là một dịp để đáp ứng lại lời nguyện xưa của ngài. Trong thời quá khứ xa xưa đó, tôn giả Kiều Trần Như là quốc vương Ca Lợi, còn Đức Phật là một tiên nhẫn nhục ở trong núi tu hành. Một hôm vua Ca Lợi vào rừng đi săn, mang theo cả cung Nga thể nữ. Trong lúc nhà vua mải mê săn bắn, các cung Nga đi lang thang tới chỗ của tiên nhẫn nhục. Cũng từ một nhân duyên sẵn có khiến họ có lòng cảm mến nên họ xúm lại vây quanh tiên nhẫn nhục. Lần đó cuộc đi săn thất bại nên nhà vua mất hứng thú. Vua gom tùy tùng lại để ra về thì thấy các cung Nga thể nữ đứng xúm xít bên cạnh một người lạ mặt, râu và tóc để dài, móng tay cũng mọc dài. Nhà vua tỏ ý ghen tức mới hỏi kẻ lạ mặt: "Nhà ngươi ở đây làm gì?" Tiên nhẫn nhục trả lời: "Tôi ở đây tu hạnh nhẫn nhục." Vua Ca Lợi nói: "Hạnh nhẫn nhục ngươi tu ra sao mà ngươi lại quyến rũ các cung nữ của ta như vậy? Ngươi không phải là người tốt." Nói xong, nhà vua rút gươm chặt luôn chân và tay của tiên nhẫn nhục và hỏi tiên có tâm sân hận không. Tiên nhẫn nhục trả lời: "Tâm không sân hận." Vua Ca Lợi nói: "Ta không tin ngươi bị chặt tay chặt chân mà còn nói không sân hận. Trên thế gian này làm gì có chuyện đó, ngươi nói láo. Ngươi có cái gì để chứng tỏ rằng ngươi không hề sân hận chăng?" Tiên nhẫn nhục đáp: "Nếu tôi không có lòng sân hận thì tay và chân của tôi sẽ mọc ra như cũ. Nếu có sân hận thì tay và chân sẽ không mọc được." Vừa nói xong, quả nhiên chân và tay của tiên lại mọc trở lại. Vua Ca Lợi nhất định bảo tiên là loài yêu quái rồi ra lệnh đốt núi. Lúc bấy giờ các vị thần hộ pháp lấy làm phẫn nộ, bèn làm một trận mưa đá đổ xuống đầu vua Ca Lợi. Tiên nhẫn nhục khởi lòng từ bi và nói rằng: "Trong tương lai khi nào thành Phật thì trước tiên ta sẽ độ cho người đã chặt tay và chặt chân ta. Bởi có lời nguyện đó nên khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo xong và sau khi quan sát các quan hệ nhân duyên từ thuở xa xưa cho đến hiện tại, ngài đã đi tới chỗ vườn Nai kiếm tìm năm anh em Kiều Trần Như để độ cho họ. Sở dĩ gọi là Lộc Gia Uyển hay vườn Nai là bởi thời xưa có rất nhiều hiêu nai sống ở đây. Trong một kiếp xa xưa, Đức Phật là một vua nai đã từng chăn dắt tất cả đàn nai. Bây giờ thành Phật, ngài giáo hóa nhân gian, ngài đi tới vườn Nai gặp lại năm người bạn tu. Họ vốn chẳng phải là tỳ kheo, vì đi theo Phật họ mới thành tỳ kheo. Gặp mấy người đó, Đức Phật lần đầu tiên chuyển bánh xe pháp, ngài nói pháp tứ đế. Tứ đế gồm bốn đế: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Chuyển bánh xe pháp thứ nhất, Đức Phật nói: "Đây là khổ, nó có tính cách bức bách." Ngài bảo đời sống con người là khổ, khổ có ba thứ khổ, có tám thứ khổ, vô lượng thứ khổ, chúng đều bức bách thân tâm của chúng sanh, khiến chúng sanh không có an lạc, không được tự tại. Chúng giống như những người khách đến nhà bức bách gia chủ, đuổi gia chủ đi. Ba khổ gồm khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ khổ là thế nào? Là trong cái khổ lại còn có khổ. Không có cơm ăn đã là khổ lắm rồi, lại còn không có áo mặc nữa, tức là trong cái khổ còn thêm khổ nữa. Không những thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, luôn cả nhà ở cũng không có. Quý vị nghĩ thử coi vậy là có khổ hay không? Đó là nghĩa của khổ khổ, trong cái khổ còn có khổ nữa. Khổ nọ chồng lên khổ kia, biết ngày nào cho hết khổ. Nếu không bị cái khổ khổ do bần cùng mang lại thì lại gặp cảnh hoại khổ của trường hợp phú quý. Tỷ dụ quý vị có nhiều tiền, nhiều của, rồi bỗng chốc một ngày nào tiền của quý vị bị mất sạch, hoặc bị mất trộm, hoặc bị nạn cháy nhà, hoặc bị cơn lũ lụt cuốn trôi, tiền của tan rã, phú quý bị hủy hoại, đây là trường hợp hoại khổ. Có người bảo: "Tôi ấy à, cũng chẳng có cái khổ về cảnh bần cùng, cũng chẳng có gì là giàu sang cho lắm. Bởi vậy tôi chẳng có khổ khổ mà cũng chẳng gặp hoại khổ." Nói như vậy là không đúng, bởi quý vị có hành khổ. Từ tuổi thơ đến tuổi thanh niên, từ thanh niên đến tuổi già, từ già đến chết, mỗi khắc mỗi giây biến đổi không ngừng xuất hành trạng trong một đời, đó cũng là một cái khổ, gọi là hành khổ. Nhóm tám khổ thì kể ra như sau: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, hợp lại thành tứ khổ: ái biệt ly khổ, oán táng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thải khổ. Đó là bốn khổ nữa, cộng lại thành bát khổ. Sanh ra là khổ vì kinh nghiệm, sanh không phải là một cảm giác thoải mái.
Sành già cũng tương tự như trường hợp bị ép giữa hai trái núi, như một con rùa khi nó thoát ra khỏi cái mai của nó một cách khó khăn. Sanh ra đời rồi thì giai đoạn tuổi già sẽ từ từ đi tới, và tuổi già là khổ. Lúc đó các bộ phận trong cơ thể sẽ dần dần ngưng nghỉ, không làm việc nữa. Khổ là vì lẽ đó. Ngoài sanh khổ, già khổ còn có bệnh khổ. Cái khổ của bệnh tật rất là khó chịu đựng, đau bệnh đến nỗi phải rên rỉ kêu la, có khi như điên như dại. Những loại khổ này không ai chịu thế cho mình được. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy có một sự bình đẳng, chẳng kể quý vị là ai, dù là vương công hầu bá hay chỉ là kẻ đi ăn xin, dù là vua giàu sang trùm bốn biển, nhưng đến khi mắc phải bệnh khổ thì ai cũng như ai. Ai không gặp cảnh này thì không có vấn đề, nhưng một khi quý vị gặp cảnh ngộ đó thì đau khổ vẫn không tránh được. Ba cái khổ vừa nói cũng chưa gây gớm bằng cái thứ tư là chết khổ. Con người đến lúc chết là dãy giụa, hỏng níu lấy mạng sống, nhưng thần chết không chịu nghe, cứ nhất định lôi đi. Cái đau khổ đó có khác gì hoàn cảnh của một con bò đương sống mà bị người ta lột da vậy? Bây giờ nói đến bốn khổ sau. Đối với số đông thì điều chấp nặng nề là tình yêu nam nữ. Thương ai muốn cho người đó sống, ghét ai thì muốn cho người đó chết. Khi đã thương yêu rồi thì mọi thứ khác đều quên lãng, lý trí cũng bị suy yếu. Tình yêu giống như một thứ keo bền chắc, cơ hồ không có sức mạnh nào có thể phân tán ra được. Tôi nói như vậy có thể có vị không tin. Vậy quý vị hãy lưu ý tới những trường hợp mà báo chí gọi là các vụ song sinh xiêm thỉnh thoảng xảy ra trên các nơi trên thế giới. Khi sanh ra, thân thể chúng dính liền với nhau, phải dùng giải phẫu mới tách chúng ra được. Hãy tưởng tượng xem chúng bị đau đớn biết chừng nào. Đó là ái biệt ly khổ, cái khổ do yêu thương mà bị tách ra. Nguyên do là vì yêu thương quá sâu xa. Đại khái như câu người ta nói: trên trời thì nguyện làm chim liền cánh, dưới đất thì nguyện làm cây liền cảnh. Yêu nhau bền chắc như vậy cho nên kiếp sau mới thành trẻ song sinh xiêm. Cũng có một lối giải thích khác về các trường hợp vừa kể, tuy không mấy tốt đẹp. Nguyên trong các kiếp trước các trẻ song sinh xiêm là những người có đồng tính luyến ái với nhau. Kiếp này chúng là những người thuyết pháp cho số đồng tính luyến ái này. Luyến ái kẻ đồng phái với mình, phải chăng đó là một thứ tình yêu điên đảo? Yêu nhau mà chẳng muốn lìa nhau thì khi chết đi sẽ trở lại đầu thai thành trẻ song sinh xiêm, để rồi bị giải phẫu mới tách lìa ra được. Con người kẻ ra cũng tàn nhẫn, trông thấy chúng như vậy họ sanh lòng đố kỵ nên muốn tách chúng ra làm hai. Họ bảo rằng không thể đẻ như thế này được, chúng mày không thể sống nổi. Đó là lý do họ làm cuộc giải phẫu. Cũng có một lý do khác là do lòng từ bi, bởi khi trông thấy các đứa trẻ có thể sống nổi, các thầy thuốc mới tìm cách ra tay phẫu thuật mà không quản gì tới công trình rất khó nhọc của họ. Thực vậy, họ phải cẩn thận lắm để tách ra từng phần nhỏ một trên thân thể của những hài nhi đó. Thế gian này lắm chuyện phiền hà. Mấy chục năm về trước, ít có những vụ song sinh xiêm, ngày nay đồng tính luyến ái gia tăng nên các vụ này xảy ra luôn, nước nào cũng có. Ngày trước chỉ có những trường hợp song sanh thường, hai đứa trẻ chung một bào thai, nhưng sự luyến ái của chúng không đi đến chỗ hồ đồ để thành một chất keo dính chặt chúng vào nhau. Còn như luyến ái đến cùng cực để không chịu chia lìa nhau thì kết cục sẽ trở thành những trẻ song sinh xiêm. Tới lúc đó, dù quý vị không muốn rời nhau cũng không được, bác sĩ sẽ chia cắt phần đôi ra. Lúc đó đau đớn biết là chừng nào, và lại giải phẫu cũng có nhiều phần rủi ro, có khi không cứu sống được. Chắc hẳn lúc đó chúng nghĩ rằng nếu chẳng được chung một thân với nhau thì thà chẳng làm người nữa, bởi chúng không muốn lìa nhau. Nay hoàn cảnh bắt phải chia lìa thì thà chết còn hơn. Luyến ái nhau mà phải chia lìa nhau, đó là ái biệt ly khổ. Thứ đến là oán táng hội khổ, đây là ghét. Ghét ai thì cứ trông thấy mặt người đó đã thấy mất vui rồi và chỉ muốn tránh xa đi nơi khác. Tuy nhiên điều kỳ cục là muốn tránh mà tránh không được, đi tới đâu cũng gặp lại, có khi làm việc chung với nhau nữa. Quý vị ghét người ta ư, vậy mà quý vị vẫn phải gần gũi với họ. Oán ghét mà ở một chỗ với nhau, đó là một cái khổ gọi là oán táng hội khổ. Còn cầu bất đắc khổ là nói khi chúng ta cầu mong một chuyện gì nhưng chuyện đó không tới. Trong lòng nảy sinh phiền não, đêm ngủ không an giấc, ngày ăn không biết ngon, cho đến đứng ngồi cũng không yên nữa. Trong lòng lúc nào cũng như dầu sôi lửa bỏng vậy. Đó cầu bất đắc khổ. Cuối cùng ghê gớm nhất là ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Mấy thứ này kiên cố lắm, chẳng ai dứt bỏ được chúng. Ảnh hưởng của chúng rất lớn, chúng che khuất Phật tánh của mọi người. Tuy nhiên, nếu hiểu biết ngũ ấm một cách rốt ráo, thì chúng chẳng còn gì gọi là thực thể, mà chỉ là một đám mây nổi bồng bềnh trên hư không,
Ngược lại, nếu không hiểu rõ ngũ ấm thì chúng vẫn còn là một thứ áp lực nặng nề. Hiểu rõ minh bạch, thời quý vị sẽ quán thấy năm uẩn đều là không, bát nhã tâm kinh và bổn lai chẳng có vật nào, chỗ nào còn bám bụi nữa, pháp bảo đàn kinh. Bây giờ chúng ta hãy tự mình kiểm tra lại coi, liệu có ai có thể nói rằng mình không có 8 loại khổ đó chăng? Quý vị bảo tôi không khổ, tôi chẳng có 3 khổ, tôi chẳng có 8 khổ, một khổ cũng chẳng có. Quý vị nói như vậy chính là đã tự dối mình. Tôi xin nói thêm một điều nữa, cái khổ do cầu mà chẳng được cùng với hai thứ khổ kia là oán hận mà hội ngộ, yêu thương mà chia lìa. Các loại này cũng na ná giống nhau. Thí dụ như ai đó cầu mong được một chức vụ nào mà không đạt được, khổ tâm lắm. Làm ăn, mong cho được phát tài, kết quả lại chẳng được. Cầu danh, danh chẳng có cũng đều khổ cả. Lại nói rõ hơn, cầu gặp bạn trai hoặc cầu gặp bạn gái mà chẳng được toại nguyện càng khổ biết chừng nào. Khổ đến nỗi đêm ngủ thao thức, ngày ăn không biết ngon. Từ đời xưa đã có những loại thực là ngu si, như mang chứng bệnh tương tư, thậm chí đi đến chỗ cùng nhau tự kết liễu tính mạng. Quý vị thấy như vậy là khổ hay không khổ? Chẳng qua là vì tại thế gian này căn bệnh chấp trước quá nặng, nó là một thứ điên đảo, nhận giặc làm con, lấy điều khổ làm điều vui. Càng cầu bao nhiêu thì cái điều cầu mong càng có giá. Vậy mà khi đạt được nó rồi, người ta cảm thấy nó cũng vậy mà thôi. Trong giới thanh niên, người ta thường nói có một loại thuốc có thể làm cho người ta khai ngộ. 20 năm trước đây, loại LSD mê ảo dược rất thông dụng tại nước Mỹ. Còn ngày nay thì marijuana, cần sa lại rất thịnh hành. Giới trẻ hiếu kỳ, chẳng biết ất giáp ra sao, mong có cơ hội dùng thử. Thử được rồi liền mắc bệnh nghiền. Còn ai chưa thử thì vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu thuốc đó ra sao. Có thử các loại thuốc độc đó mang lại sự khai ngộ chăng? Hút marijuana vào thì biến thành thần tiên ư? Đại khái là những ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu óc những kẻ hiếu kỳ. Bởi tính hiếu kỳ, tính ưa cái mới chuộng cái lạ mà giới trẻ gặp phải những thứ độc hại đó. Từ đó về sau, ma túy sẽ là cái mồi ngon ngọt để họ thưởng thức. Mỗi lần hút vào là một lần họ thấy như bay bổng, như đê mê, chẳng còn thiết tha việc gì khác. Đến làm vua cũng chẳng ham. Quý vị thấy như vậy có phải là điên đảo không? Có phải là khổ không? Tám khổ nói ở trên chỉ là đại cương, còn đi vào chi tiết thì còn nhiều thứ khổ lắm. Vô lượng vô biên thứ khổ, kể ra không hết được, mà kể ra cho ai nghe, nói ra người ta cũng không tin.